Anh em ơi, coi trời mưa cá nó, cá chị Vinh nó lên anh em. Rồi, hợp hết trơn luôn rồi. Cảnh quê của mình anh em. Lúa sập hết trơn. Lúa thiên nhiên. Đâu. Quá trời lục bình luôn. Chiều đẹp ghê không? Chụp hình lén không thầy ơi. Tối nay lên Facebook là chuyện nhỏ, lên YouTube luôn nè. Tối nay lên thiệt đó anh Tâm. Nói thiệt chứ không có nói chơi đâu. Nãy giờ núp 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 đây đang gình gình quay, có làm gì? Đù cá ghê tờ. Cá Vinh nè, Phan để quay cho mọi người coi. Rồi, hấp hết trơn luôn. Mọi người nhớ like và ủng hộ kênh nha. Lọt xong trời. Đi về. Tối quay tối là lên đăng lên mạng thiệt chứ đâu có nói chơi đâu. Đó, anh Tâm nó theo mà anh Tâm cắt cỏ không? Ông anh này sáng là ổng cắt cỏ, chiều ổng cắt cỏ ngoài đồng mà. Cái gì? Quay ai anh Tâm? Quay ai? Thôi ơi. Anh cậu. Ông thấy gì đâu quay cái cỏ mấy thằng nước ngoài nó phái coi lắm đó. Ngoài đồng á chứ ngoài hè gì. Yên, ê, én kìa. Rồi, nó tiêu luôn. Anh em sao quay khó thấy yên bay quá à. Tự phớt ngang cái dù tự. Chiều quay mang yên khó à. Trời ơi, bay gà bay dù dù. Thiên anh em. Kim cá hôn an.
Có này đăng đăng thiệt nên yên tâm. Gì? Có gì em đi đi. Hôm thầy ơi đi ngoài kiếm cái gì làm. Biển điển nè anh em. Đù biển điển đẹp không? Chụp mấy bông điển lại cho mọi người coi. Ngồi đây nha em nói chuyện với gì? Thu âm. Ồ, đẹp không? Vô ơi, mưa rồi. Đi vòng đây nè, quay vòng vòng chơi. Quay này đăng lên mạng cho chúng chữ không, không có cái gì coi chứ. Đó. Cái này không có gì chứ. Không, mình ghép nhạc lên tâm này. Ghép nhạc vô. Ghép nhạc vô rồi. Đó, không dừng.